Con trai của Tổng thống Chile bị điều tra vụ vay ngân hàng 10 triệu Mỹ Kim, tin từ Machalí, Rancagua, Santiago, Chile. Nữ Tổng thống Chile Michelle Bachelet đang tìm cách để ngăn chặn đà suy sụp uy tín cá nhân vì tai tiếng tham nhũng liên can đến con trai của bà đang gây chấn động dư luận. Vụ án được gọi là Cavol đang trong vòng đi điều tra và các viên chức thẩm quyền đã thẩm vấn những người thân cận và gần gũi nhất của Michelle Bachelet về món nợ vay ngân hàng. Vào ngày hôm qua, Sebastian Davalos là con trai của bà Bachelet đã mất gần 4 giờ đồng hồ để trả lời những câu hỏi có liên quan đến vụ con dâu của bà Bachelet, tức là vợ của Davalos, đã vay 10 triệu Mỹ Kim của ngân hàng. Bà Bachelet nói không biết gì hết khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn vào hôm Chủ nhật 12 tháng 4 của đài truyền hình Chile. Davalos trước đó đã rời bỏ chức vụ đứng đầu tổ chức từ thiện xã hội do Bachelet sáng lập. Số tiền vay lên tới 10 triệu Mỹ Kim cho một thương ước bất động sản của công ty Companion hồi đầu năm nay được ngân hàng Chile chấp thuận một cách dễ dàng, mặc dù các ngân hàng thương mại khác bác bỏ. Tỷ lệ tín nhiệm của bà Bachelet đã giảm đến 30% theo cuộc thăm dò dư luận ở Chile, nhưng bà xác nhận trong cuộc phỏng vấn rằng bà không có ý định từ chức. Bà Bachelet là lãnh tụ của đảng Trung Tả, đang điều hành đất nước xuất cảng đồng hàng đầu của thế giới trong nhiệm kỳ từ 2006 đến 2010 và đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai từ tháng 3 2014 vừa qua, từng cam kết sẽ tăng thuế thương mại để chi cho nền giáo dục, cải cách lĩnh vực lao động và thay đổi hệ thống năng lượng từ sáng kiến của nhà độc tài quân phiệt Augusto Pinochet.